Chúng ta cùng đến với trận đấu bán kết đôi nam phong trào. Phía gần màn hình trên trang phục áo xanh cặp đôi Giang Ngọc Anh. Phía xa màn hình cặp đôi trên trang phục áo đỏ Tuấn Anh và Tiến Thành. Điểm số 1 đều xét đấu thứ nhất. 2 để chào nhau nào. Đập cầu rất mạnh từ Ngọc Anh. Kiểu vừa lội nước về bị ướt quần. Rất cố gắng nhưng đó là một tình huống cầu khá khéo léo của Tiến Thành. Trận bán kết đôi nam nữ Trung Linh Bình thắng hay thua lúc đấy em cũng không để ý nữa. Về tay về rất tốt. Nguyên Giang đánh rất tự tin. Ngọc Anh phát cầu rất khó chịu đánh với Ngọc Anh rồi. Vội vàng rồi. Nếu mọi người thấy trận đấu hay hoặc là mọi người yêu quý Hùng thì hãy giúp Hùng chia sẻ cái livestream này đến nhiều người hơn nha. Rất đơn giản. Hơi vội. Vừa miếng quá. Tay của anh thì rất khó để có thể qua. Vẫn còn, không còn rồi. Bị bắt bài mất rồi. Ngoài sân. Bỏ cầu chính xác. 11-5. Bấm cầu ngoài sân. Cầu ngoài đổi điểm 62. Cầu trong sân. Bấm vội quá nên hiện tặng sao. Cảm ơn Đặng Minh Hiền tặng sao cho anh nha. 90 sao luôn này. Tỷ số đang là 17-11 nhưng về cặp đôi Ngọc Anh Giang 18-11. Cái tích xanh anh cũng không biết em ạ. Ai gửi 45 sao đây? Tặng sao như nào vậy? Cảm ơn thằng em Vũ Thiết tặng anh 45 sao nha. Bình thường cũng không đặt tặng sao đâu bởi vì nó che mất một góc màn hình ấy. Toàn tắt. Nay vội quá livestream trận đấu không kịp tắt. Huỳnh Hữu Tâm tặng 45 sao luôn này. Ồ. Cảm ơn anh Nguyễn Trường tặng 45 sao. Tặng sao hình như là đến một số lượng nhất định thì có tiền anh ạ. Nhưng nói chung là nó ít lắm. Em tặng một đôi tất. Ngọc Anh chém cầu tốt thật. Toàn chém, chém hay. Chém thực sự hay. Chúng ta đến với xét đấu thứ hai. Viên Giang Ngọc Anh vẫn đang giành thế chủ động. Họ rất chủ động ép cầu đối thủ. Bên
cầu không qua lưới, điểm số 1-0. Văn Quyết nha, cảm ơn Khánh Dư luôn nha. Cái tặng sao khó không? Em tưởng mọi người không biết tặng sao nên là chả bao giờ phải đi ăn mới được. Phải đi ăn no chiều mới có sức ly. Điểm số 2 đều. Tay về rất tốt. Thủ cầu rất hay. Xoa cầu tốt từ Tiến Thành. Tự nhiên lại có 45 sao, cảm ơn anh Nguyễn Phan Quốc Tự. Nói chung là nó cũng khá là phức tạp nên là lúc ly em bình thường em có bao giờ bật cái sao đấy đâu mà. Ngày xưa bật thử like mấy hôm chả thấy ai tặng gì. À có một bạn tặng cho 10 sao từ đợt đấy là chả thấy. Rất đơn giản. Điền vào chỗ trống. Ăn rồi. Tiếc quá Ngọc Anh. Rất đơn giản. Rất đơn giản, chỉ việc lên lưới và chộp. Áo xanh. Họ đã phải tách nhau ra rất lâu rồi. Không còn cặp với nhau bởi vì Ngọc Anh lâu rồi không thi đấu. Tuy nhiên khi Ngọc Anh trở lại thì vẫn rất phong độ. Ở ngoài sân 20-18. Đôi Minh Tùng đang dẫn trước đôi Tiến Mạnh 20-18. Rất hay, vẫn còn. Không còn rồi, không lên được nữa rồi. Cầu không qua lưới. Tám bảy. Vừa miếng quá, Nguyễn Giang chỉ dình để mổ thôi. Dạ đúng rồi anh ơi, đánh không đánh thông trưa đâu ạ. Đánh nốt trận này là nghỉ trưa ạ. Nghỉ trưa hơi muộn, nhưng mà buổi chiều đánh muộn hơn, buổi chiều là... Bắt bài. Vâng, Tuấn Anh đã có một tình huống bắt bài rất nhanh. Chào anh Đào Ngọc Thể nhé, cảm ơn đã giúp Hùng chia sẻ live stream. 10 đều rồi. Đập cầu rất căng. Xét đầu thứ hai điểm số 11-10. Hơi cao. Thủ rất tốt. Cao rồi. Tì hay quá. Ăn rồi. Nhiều giải đấu không giành được thành tích. Anh Quán Thanh Tùng và Vũ Minh thắng set 1 và set 2 thì đang dẫn trước 7-3. Vẫn còn. Không còn rồi. Hay quá nhỉ. Vẫn còn. Vẫn còn. Tư thế thủ cầu kìa. Bắt bước 1 rất đơn giản. Hai điểm khá là mong manh. Đối điểm 15-16. Hai đôi vồ nhau toàn lật nhưng mà cuối cùng Ngọc Anh giành chiến thắng. Tỉa biên hay quá, cơ hội tấn công. Về, ui rồi. Một pha về cầu không để chê vào đâu được của Nguyễn Giang. Khá bất ngờ. 19-15. 20-15. Lạng Sơn. Nguyễn Giang là của tỉnh Thái Nguyên. Hơn 1.000 sao rồi, cảm ơn mọi người nhá. Người tặng Hùng nhiều sao quá, kết thúc 21-16. Xin chúc mừng cặp đôi Ngọc Anh Giang bước vào trận chung kết. Khả năng họ sẽ gặp cặp đôi Vũ Minh và Quán Thanh Tùng trong trận chung kết. Trận bán kết đôi nam còn lại, phía gần màn hình cặp đôi Mạnh và Tiến. Cặp đôi trên 30 tuổi. Phía xa màn hình là cặp đôi trẻ Vũ Minh và Quán Thanh Tùng. Trong set đấu thứ nhất thì cặp đôi Vũ Minh và Quán Thanh Tùng, cặp đôi áo vàng giành chiến thắng.
Trận đấu thứ hai thì họ cũng đang dẫn trước 14-7. Đôi già đánh cũng rất hay, rất khỏe. Nhưng mà khi gặp phải những cặp đôi vận động viên trẻ thì thực sự rất khó. Điểm số 15-7 rồi. Bên kia là hai vận động viên chuyên đơn nha mọi người, nhưng mà đánh đơn rất là hay, đánh đôi rất là hay. Chỉ đánh đôi thôi chứ giải đơn rất là ít và giải thưởng cũng không cao. Nên là các vận động viên đều phải luyện đôi hết. Trọng tài xác định cầu ngoài sân. Khá đơn giản cho cặp đôi trẻ. Phát cầu ngoài sân. Một pha được cầu không thể cản phá. Rồi đôi già cũng chán rồi, thử sức một tí ở đoạn đầu nhưng đoạn cuối thì không khỏe bằng các em được. Đấu kết thúc 21-10, trận đấu thứ hai. Xin chúc mừng cặp đôi trẻ Quán Thanh Tùng và Vũ Minh. Vậy là trận chung kết ở nội dung phong trào sẽ là trận đấu giữa Vũ Minh, Quán Thanh Tùng đối đầu Giang Ngọc Anh. Hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất hay. Ở nội dung đôi nam nâng cao sẽ là cặp đôi Ngọc Triệu Hoàng Anh đối đầu cặp đôi Lê Văn Tú và Lục Vũ Lâm. Hẹn mọi người vào lúc 3 giờ chiều.